Mỗi cây có 10 quả, tìm số thích hợp theo yêu cầu. À, rất là dễ thôi đúng không nào? Ở gì nhỉ? Cây luống vườn thứ nhất chúng ta có tất cả là 10, 20, 30, 40. Có tất cả là 40 đúng không nào? 40 quả. Tiếp tục xuống luống thứ hai chúng ta có 2 cây, mỗi cây 10 quả đúng không nhỉ? Vậy là chúng ta có gì nhỉ? 10 cộng 10 bằng bao nhiêu nhỉ? 20. Chỗ này chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 đúng không? Chúng ta sẽ có 7 lần 10. Và chúng ta sẽ có tất cả là gì nhỉ? Bằng 70. Tiếp tục ở đây chúng ta sẽ có 10, 20, 30, 30 nhé các bạn nhé. Rồi, ở bài tiếp theo là bài số 4 nhé. Biết mỗi túi có 10 quả cà chua, tìm số quả cà chua trên mỗi hàng. 30 quả này, ở đây có 10, 10, 10. Vậy ở đây chúng ta sẽ có 10 quả, 20 quả, 30 quả, 40 quả, 50 quả, 60 quả đúng không nào? 60. Tiếp tục ở đây chúng ta có bao nhiêu đây? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Vậy là có 80 quả đúng không nhỉ? Hình tiếp theo có 10, 20, 30 và 40 là 40 quả đấy. Cuối cùng thì sẽ có bao nhiêu đây? Các bạn cùng đếm với mình nhé. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 và 90. À, và cuối cùng sẽ có 90 quả này. Nhiều nhất luôn đúng không nào? Rồi, thời lượng của kênh hôm nay đến đây cũng